những cái bông bông bên vệ đường này là trong chỗ cảnh này đã quá bông này, ồ đây là một cái mảnh vườn nhỏ trong nó có kiển và bông này. $600,000 đã quá ồ 60 triệu thì là xây dựng rất là lâu, xây dựng trong vòng là tới 4 năm rồi, đến năm 2000 bên trên ngọn cây tháp còn nữa này. Nguyên một cái khu vực này, nguyên cái khu vực này người ta gọi chung là cái công viên sư tử.